Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanh Ta, tin tức ngày 8 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Dân mạng đòi ban tổ chức Running Man Việt Nam loại Zach ra khỏi chương trình. Việc vướng vào ồn ào tình cảm khiến Zach, Trịnh Trần, Phương Túng đang nhận được nhiều sự phẫn nộ từ công chúng. Một số cư dân mạng yêu cầu ban tổ chức Running Man Việt Nam loại Zach ra khỏi đội hình chính. Và hiện tại cư dân mạng đang ào vào các trang fanpage của chương trình Running Man Việt Nam và để lại những bình luận tiêu cực. Một số người đề nghị ban tổ chức xem xét việc loại bỏ giọng ca Hồng Nhan ra khỏi đội hình chính của Running Man Việt Nam. Nhiều cư dân mạng thể hiện sự gay gắt, tốt nhất là chương trình đừng phát sóng những tập đã quay, mời anh Zach ra giùm, quay dịch rồi quay tập mới đi, không nói nhiều, không lên tiếng về Zach thì dẹp show này đi, đừng đăng show này lên, người ta chửi, chuẩn bị đóng show đi là vừa, còn muốn được tiếp tục phát sóng thì thay Zach ra khỏi show đi. Xin hỏi anh này còn trong dàn cách không vậy? Để em biết đường tẩy chay từ giờ. Không biết chương trình có sắp lịch quay lại chưa? Chứ bạn nào đó sống lỗi như vậy thì ai thèm coi chương trình. Thậm chí hai hashtag tẩy chay Zach có dấu và tẩy chay Running Man mùa 2, tẩy chay Running Man mùa 2 có dấu xuất hiện liên tục dưới các bài đăng trên fanpage Running Man Việt Nam. Trong khi đó, số khác vẫn kêu gọi mọi người bình tĩnh và chờ câu trả lời chính thức từ Zach. Nghe với ban tổ chức của chương trình, phía này cho biết hiện tại không có phản hồi gì về việc vấn đề này. Ca sĩ Zach, Thúy Ngân, Trường Giang và Karik là những thành viên hoàn toàn mới trong chương trình Running Man Việt Nam năm nay. Sự hiện diện của giọng ca sóng gió từng khiến người hâm mộ của anh vô cùng phấn khích vì chủ nhân hit Hoa Hải Đường hiếm khi đồng ý tham gia các game show truyền hình. Trước đó, nam ca sĩ gốc Bến Tre từng thú nhận bản thân là người sợ rắn, sợ độ cao, sợ nước và không biết bơi. Chính vì thế, anh xem đây là cơ hội để thử thách bản thân của mình. Và đó là thông tin ngày 8 tháng 8 năm 2021 về Zach. Và nếu anh em quan tâm với Zach thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi thông tin về Zach mới nhất trong ngày nay. Nghe anh em, tạm biệt anh em.